nên duyên muộn. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Trời đất ơi, đang ăn mì gói nữa hả? Sao bà làm cái trò này hoài vậy bà? Trời ơi, cả xóm này ai cũng trúng, mà người ta mua mấy gói đã trúng rồi, tôi mua mấy thùng tại sao không trúng được? Tôi phải trúng thôi. Trời ơi, bà biết là hôm nay là mì gói là cả nhà này ăn ngán tới tận cổ rồi, mà tôi nói thiệt cho bà nè nè, cả cái khu phố này người ta có trúng đi nó chăng nữa đó cũng không bao giờ tới lượt bà trúng đâu nha. Dẹp ba cái trò này đi. Tôi phải trúng chứ. Chú con khỉ, bà nhớ cái vụ mà quay thưởng đêm trung thu không? Một hộp quà thôi, là bây giờ chỉ còn có mẹ với lại Mẫn là chưa có quà đúng không? Bây giờ con có cơ hội nhiều hơn bà nội, con sẽ tới lượt quay trước. Nếu như mà con quay trúng thì con có quà. Mẹ ơi xin lỗi, mẹ không có quà nha. Rồi, Mẫn quay đi. Mẫn quay đi con. Con quay trước nghe nội. Ừ, con quay đi. Trước. Nè, con để hộp quà kế đây cho con mẹ hơn. Bây giờ tới bà nội quay. Được con, mà quay đúng văn ô được. Mẹ cố lên. Quá. Vui quá. Mấy con kìa mở, Trước. Nữa coi thử coi, nếu mà trúng á tôi nhường phần quà của tôi cho bà. Vậy hả? Vậy nhớ nghe bà gà làng quá à. Quá rồi, xui dữ trời, bà xui quá trời quá đất. Nhưng mà lần này sẽ khác. Khác cái con khỉ nè, mệt quá ghê nhá. Thiệt tình chưa từng thấy. Trẻ, chúc bạn may mắn lần sau. Ê, trúng nè. Hả? Trúng à? Đi. Trúng gió. Tập hết rồi. Bây giờ thấy ta trúng với số mà tiền tỷ gì dễ dàng vậy trời. Bây giờ nếu mà mình trúng mà mấy chục tỷ, trăm tỷ mình làm gì ta? Thần tài ơi, gõ cửa cuộc đời con đi thần tài ơi. Thần tài vé số đi, vé số thần tài đây bà con ơi. Vé số mua ngay, còn ngại ngần chi, vé số đây bà con ơi. Thần tài ơi, thần tài. Ủa chào bà chị. Ông bán vé số hả? Ừ, tôi bán vé số nè. Ừ, vé số nhiêu một tờ vậy? Vé số 10 ngàn một tờ, bà chị mua mấy tờ? Ờ, mà cái tờ mà trúng tỷ á. À, vé số có luôn. Vé số tự chọn gì đó. Đúng rồi, vé số tự chọn luôn. Cũng 10 ngàn hả? Đúng rồi, 10 ngàn tờ. Mà chị mua mấy tờ? Để tôi coi tôi còn nhiêu ha. Trời. Đi chợ mua hết còn có 9 ngàn rưỡi. Tôi bớt chị 500 được không? Có luôn, tôi bán cho bà chị luôn. Dạ, tự chọn gì đó. Đúng rồi, đây. Mấy chục tỷ. Đây. Đây ha. Ừ. Đây. Trời ơi. Cái này là mấy chục tỷ rồi hả? Đúng rồi. Cảm ơn ông thần tài nha. Vé số tự chọn đi. Vé số như mơ tình cờ mới gặp. Vé số bà con ơi. Tờ vé số này sao cái số nó giống cái 50 vậy trời. 05 10 15 23 30 45 45. Ông. Ủa đi chợ vậy sao không vô bếp mà sớ rớ đây làm gì đó? Bà đừng nói với tôi là bà mua mì rồi có số trúng thưởng rồi nữa nha. Tôi biết là ông ghét bà cái trò đỏ đen ở tôi đâu. Nè kỳ này đã mua đó. Bỏ đỏ đen chứ tốt cho bà thôi. Biết rồi, nó hoài lèm bèm. Phải không? Gì? Chú đó tôi chọn trúng 4 mấy tỷ có người trúng không đâu. Ông ơi ông, già đầu rồi, có con lớn rồi. Ăn nói cho rõ ràng. Muốn nói gì thì ngừng ăn, tôi nói cho nghe.
Nói gì? Vé số tự chọn, trúng 40 mấy tỷ, có người trúng rồi, không biết ai mà hên quá. Vậy hả? Hả? Con rọc cái số sổ coi. Ờ, cái số sổ gì không tin luôn. Sao? 05, 10, 15, 23, 35, 45. Đưa mẹ coi, đưa mẹ coi. Ai mà hên thiệt luôn á. 5, 10, 15, 23, 35, 45. Ủa, tự nhiên đang nấu bếp bỏ chạy đâu vậy mẹ? Đuôi chạy đâu rồi? Hình như hồi sáng đuôi chạy nằm đây, chỗ này. Tôi biết là ông ghét bà cái trò đỏ đen tôi đâu. Nè, kỳ này đã mua đó. Đâu? Bỏ đỏ đen chứ tốt cho bà thôi. Biết rồi, nó hoài lèm bèm. Trời, có khi nào ông Nghĩa? Ông Nghĩa ơi! Dạ chú ơi, có bệnh nhân đây. À, có. À, mời vô. À, mời chị. Ngồi đây đi con. Dạ, chào bác sĩ. À, chị đến khám cho chị hay là cho cháu? Dạ, tôi khám cho tôi. Vậy à, chờ tôi chút. Chị đợi em xíu nha. Ông Nghĩa ơi! Xin lỗi con, có sao không con? Có sao không? Hả? Không sao, xin lỗi nghe. Ông Nghĩa ơi! Ông ơi, dậy, cởi cho tôi coi liền. Trời, có gì vậy? Bà làm cái gì có gì ở đây phòng khách không? Trời ơi, ông nghĩ gì? Bà đi đâu mà mặc đồ? Ai da, cái gì vậy? Trời ơi, trời đất ơi, bà nuôi cái đôi giày tôi hả? Bỏ gì? Chứ, nữa. Cái gì? Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? Bà làm cái gì vậy? Đâu rồi? Hả? Ông Nghĩa ơi! Xin lỗi con, có sao không? Bà làm cái gì? Ê, đôi giày tôi! Trả lại nè! Trời đất ơi! Thằng nhỏ ở đây đâu rồi? Mới ra ngoài. Mới chạy! Nhỏ ơi! Hai người kia đứng lại! Đứng lại! Con trai, cái tờ giấy số hồi nãy con cầm con bỏ đâu rồi hả? Cái tờ giấy số hả? Dạ, để phòng lễ tân á. Phải không? Trời ơi, bà này bà làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi để trên đó rồi mà. Sao? Để đẳng không? Dạ. Dung, dạ. Bỏ khách không? Cho tôi về. Dạ hết rồi chú, về đi chú. Thôi tôi về nha. Đâu rồi? Cái tờ giấy của tôi đâu rồi? Bà làm cái gì vậy? Cái số đâu rồi? Tờ này không? Cái này nè. Bà làm cái gì? Cái này nè, ông ơi. Gì vậy? Tôi mới ra cho tôi lần thôi. Trời đất ơi, lại trò đỏ đen nữa phải không? Ông ơi, ông đừng có lát. Nhắn bao bao nhiêu lần rồi? Nhưng mà hôm nay tôi là người trúng độc đắc 40 mấy tỷ. Bà ăn nhầm cái gì vậy? Tình con, ông lên mạng ông coi đi. Mở mạng cho ông coi đi cô. Đi. Không có trúng là bà chết cho tôi đó. Không có chân rách, trân trọng. Đi, mở mạng lên. Dạ, xong rồi chú. Ôi nghe cái đỏ đen. Sao cặp số rồi mà trúng nổi. Nghe dò nè. Dạ. Số 05, có không? Dạ có. Số 10. Dạ có luôn. Số 15. Dạ có. 23. Có. 33, 35. 35. Dạ có. 45. Nè, con sao vậy? Con sao vậy? 45 con. Dạ có. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao? Đưa đi tôi. Trời ơi, con chuồng ơi. Tôi trúng động đất. Tôi không xỉu, mà sao con xỉu? Trân trọng mình ơi. Mình sẽ đổi đời. Trời ơi, tỷ phú 40 mấy tỷ của tôi. Ra.
Ôi nó xỉu kìa, nó mừng quá, nó xỉu luôn rồi. Trời ơi, trúng đông đá kia sao giờ? Sao giờ bây giờ? Tôi sẽ mở 3 cái phòng mạch. Ủa, nhiều hơn đi mình. 4 phòng mạch. Nhiều hơn nữa. 5 phòng mạch. Chú, mở cho con một phòng riêng nữa. Làm gì phải mở cho cô? Dạ con dò số đó. Trời ơi, tôi là tỷ phú mà, chú mở cho cô luôn. Dò lại lần nữa đi cho chú. Cô chú may mắn quá à. Cái dãy số nó dài như vậy mà cô chú trúng được hay ghê luôn. Gặp từng tài là hên lắm. Dò lớn đi. Ủa mà cô ơi. Sao? Trong đây nói cái người trúng giải đặc biệt quê ở Trà Vinh mà. Bậy, bé nằm ở thành phố. Không, người ta có ghi tên rõ ràng nè, là Bùi Đức Tâm ở Trà Vinh. Đây nè, tờ vé số còn đây nè, cô coi đi. Cô dò lại đi. Coi kỹ, coi kỹ. Coi kỹ đi con. Cái này là vé dò. Vé dò là sao? Vé dò chứ không phải là vé số, vé dò là để dò kết quả á cô. Nó vậy không có. Bà mua cái này hả? Của cái ông thần tài bán dạo đó. Tôi mua có 9.500 thôi. Bán, trời ơi. Sao 9.500? Vé chính thức nó 10.000, sao ta bán bà 9.500? Thì chờ còn nhiều vé thôi, còn nhiêu đó. Rồi. Bà bị gian rồi đó. Hả? Vé thì vé dò hả? Cái gì? Không có trúng hả? Nhiều người cũng bị mua lầm như vậy lắm á cô. Hả? Cái trò đỏ đen là tôi ghét nhất trên đời này. Bà chơi hoài vậy? Một lần nữa nó chết chứ thôi đó.